Dựng dựng tư mà chu đáo cái này mà nếu mà đi ở đợ là khỏi chê luôn á. Mà đủ cái thương cho coi nha con. Chị cách giống như là hai lúa vậy đó, đi rửa chén mà bà chủ có kinh cỡ đó. Đây nha cả nhà, bây giờ Dượng Tư sẽ trà xả con vịt nha. Đó. Trà xả mà nó vẫn không trắng nổi. Trắng nổi mình thui nó vàng. Trời, hai con luôn, hai mần nhiều dữ. Tự nhiên nha, mỗi lần mà con đi xuống nhà Dượng là con toàn được ăn ké không mà Dượng Tư. Quá trời ngon luôn, hồi giả cày lên còn ngon nữa. Rồi, vịt này tí sẽ giả cày đi nhậu là tới công chuyện luôn. Tí hai Dượng cáo mình nhậu tay đôi Dượng ơi. Hồi con giỡn. Bây giờ mình sẽ đợi giả cày nha cả nhà. Sau một tí Sương sẽ quay cho cả nhà xem tiếp nha. Đây, đây nha cả nhà. Cái này là ướp xong hả Dượng? Ướp xong rồi này con. Trời ơi, tét cái nách luôn cả nhà ơi. Ủa này là cái gì vậy? Trứng của nó đó con. À, trứng con vịt. Con vịt vậy sắp đẻ rồi. Con vịt đang đẻ mà. Trời ơi, đây cả nhà. Vừa vừa mới bắt mặn mà. Dạ. Sinh nhật vừa vừa mới bắt mặn hả? Trời ơi. Đó, giờ thơm quá nè. Thơm quá chứ thơm luôn cả nhà ơi. Bây giờ mà bắt lên bếp nữa là nó thơm nứt mũi luôn nha. Đâu vậy, quay làm sao? Quay gì nè? Tao quay coi chỗ nào mày. Ê, quên. Chồng gì ở đây, gì ngồi đây, tự con ngồi ở đây, tao quánh giá. Quánh cái gì quánh mày, cháu cho mày lại gì mà quánh không quánh. Chị xin phép cho con ngồi đây nha cả nhà. Ngồi đi con. Ngồi tại mày hôm bữa tao chưa xử hết. Ngồi mày cần tao. Tội gì nữa gì? Nói chuyện trai. Trời. À cái vụ đó hả? Chỉ thương nó bài á. Cuối cùng là nghe lại chỉ thương nó bài á. Con làm gì con? Giờ con chưa biết yêu đương là gì nữa. Điều tiên. Bây giờ xin mời cả nhà cùng ăn món vịt giả cày mà Dượng Tư đã rất là vất vả để làm nha cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký nè, nhấn nút chuông đăng ký nè, share lên YouTube, nói chung là làm gì tá lả luôn. Và đừng quên quýnh vô mặt thương xúc xích một cái đăng ký kênh, một cái nhấn chuông nha cả nhà. Nhớ đăng ký kênh của anh Liêm Lũi nha cả nhà. Liêm Lũi thì hôm nay làm cameraman để giúp cho cả nhà ăn được ngon miệng và cho camera của mình á. Là từ trước tới giờ nè, ở ngoài hậu trường không mà cả nhà không có lên được màn hình chính. Hôm nay ăn nhiều quá ngại quá. Chào cả nhà nha. Em mời cả nhà. Cái này không biết cái gì luôn nữa. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Tư Cù Nèo làm món đãi cho hai con vịt rồi cá lòng tông nữa. Chơi lớn không? Hôm nay có ý đồ gì không biết nữa. Không, tính ra Dượng Tư làm món gì cũng ngon hết trơn. Mà có thấy không thiệt. Bởi mà nhất là những cái món mà gà vịt đồ mà của nhà Dượng Tư á càng ngon nè. Mấy món mà mình không tốn tiền là ngon lắm á. Mình là khách mình tới ăn miễn phí đúng ngon luôn. Ăn ké đi cho nó dễ chứ ăn miễn phí không được gì chứ. Mày lo mày ăn đi ngại quay thấy ngại ngon bắt lắm. Camera cái đi nó lùi dạ nha, ngon. Nó lùi vậy nè, nuốt nước miếng ực nãy giờ nè. Chú đừng có ăn thịt nó dính răng. Mời cả nhà nha. Mình càng ăn thì thằng Liêm nó càng thấy ngon. Ngon quá ha. Ừ. Ngon anh Liêm. Mà nó mẹ nó chảy nó biết. Nhưng mà chả. mình ăn càng nhiều gà Liêm nó càng ngon. Ăn càng lâu là con càng mệt. Mời cả nhà ăn bánh mì nha. Rồi hôm nay làm cái vai trò này mới thấy được lúc trước giờ. Cả nhà xem video clip thấy vui. Toàn là xem những cái người chính không mà. Còn Ngân á, giờ nó mỏi tay bà cố luôn. Mình đứng đây mà nãy giờ hai cái tay mình bận nhưng mà con mũi nó chích ngay chỗ trên lưng quần đó cả nhà, không dám đập luôn đó. Bảy ngày mất công chuyện cả nhà, giờ anh Tư nó gối cho nó một gối nữa cả nhà. Quá đã. Làm ca mẹ sướng lắm. Vậy mà không có tiền nhiều lắm. Yên tâm đi, mai mốt mà nhiều kênh phát triển là sẽ mướn Ngân đi làm cameraman. Rồi, chạy show giống như ca sĩ vậy đó. Trong cái chén cậu Bảy á. Bé nó làm nhớ cho mình á. Mọi người thấy anh Tư ok chưa? Cậu Bảy lớn cỡ này anh Tư còn gối cho ăn mà.
tươi quá, ok. Món chắc có làm mai cho thêm một bà nữa. Mày muốn không? Dạ. Muốn làm mai không? Giỏi quá mà kêu kiếm thêm bà. Trừ lương cậu giờ. Rồi mọi người nha, cá lòng tông quấn. Thằng này nó không phải em ba mày ơi. Mày thật em, anh em nó nhiều khi đi bữa ôm mà hai nó giấu nhăn được. Đúng. Vì nói cái gì? Vì nói cái gì? Nó nói anh em vậy đặng nó hai nó đi bia ôm hay gì đặng nó giấu thì thằng này cô đơn mà lâu lâu phải đi bia ôm chứ. Thằng này cô đơn mà lâu lâu phải đi bia ôm chứ. Đi nữa là làng lên. Bởi vậy. Con nghe mẹ nói bữa đang quay cậu. À. Cái lúc mà nó ké này nè. Cậu ra cậu nói chuyện gái. Có luôn hả? Chắc nó hẹn vợ. Con vợ đi. Chắc không có gì nữa. Ai nói đó, con này nghe con nghe đó. Nó vô qua em á. Anh Liêm thì còn có thể có sao cậu có được đúng không? Anh Liêm cũng đi mặt cái gian. Anh nói nghiêm chỉnh. Giờ thôi mày, bữa nay anh làm camera đó. Tin anh Diêm mày không? Dạ. Diêm nha. Quay sao mặt nha. Em láng láng mà không có mụn nha. Láng luôn. Dạ. Biết sao láng không? Đi ăn trộm riết. Quay vô cái tay chị Hương. Cái đó là nó không phải láng. Đi ăn trộm riết nè, nhìn cái tay nè. Ăn trộm riết không bao giờ. Chú Liêm. Đi ăn trộm riết không thèm cái tay luôn nè. Còn giấu vết luôn. Xin lỗi. Cả nhà chuẩn bị có clip mà phá chị Hai nha cả nhà. Cái này là cái hậu quả của việc chôn phá chị Hai. Hậu quả của việc ăn trộm. Đây. Ăn trộm. Cả nhà chuẩn bị đón xem nha. Chợm nó đang chợm đặc phá. Ngon quá. Ngon quá Liêm ơi. Con. Tao mà làm gì hay là làm gì tao cho tụi bay ăn mấy thằng tụi bay. Làm lại cái Hòa Thương. Chuyên gia đi ăn chật nè. Cả nhà xem nè nha. Chuyên gia đi ăn chật review. Giống ghê. Nhà có gì rút không gì thơ? Kéo cái mỏ Hòa Thương mình rút dây rút lại. Đây nè, mày nhìn cái mỏ nó giống không? Nè, nó giống chỗ này nè. Nó giống không? Đó, chú ơi, giống không? Nè, đó, nó so sánh chưa? Đó, giống không? Đó, ở trong đó là nguyên một cái trứng luôn đó. Trứng thì cứ ghê. Chùi cho cháu không cả nhà. Trời ơi, Dương Tư kìa. Dương Tư chu đáo ghê không cả nhà? Điện tư là số 1 rồi. Điện tư với mà giờ phân bì muốn phân bì rồi mà không muốn sao nói. Ăn mạnh lên cậu bảy. Dựng tư mà chu đáo cái này mà nếu mà đi ở đợ là khỏi chê luôn á. Chủ có thương cho coi nha con. Cách giống như là hai lúa vậy đó, đi rửa chén mà bà chủ có kinh cỡ đó. Cái ông này ông đi sau thời đại vậy quá. Sao? Người ta đã ăn tới cái món vịt giả cầy, bây giờ ổng mới ăn cái món cá lòng tông cuốn bánh tráng. À. Vậy là cái hôm bữa là bảy gặp bảy cô đơn là không có ăn được, hôm nay chắc nó vô bụng mọi người nó ra phân hết rồi phải không? Rồi cái lượt bảy cô đơn là mày muốn ăn đâu, tao để cho mày ăn mà nó phân này phân nọ tao đi à. Đàn hàng nói bậy nó bạ không. Tao nói sai. Suốt một đá lòi lãi giờ. Đang ăn mà cứ nói. Quýnh cái chứ. Giờ. Anh nói á. Im đi. Mày không ăn được im đi. Không ăn đũa sao mà tay dơ vậy. Chôn gì hai. Chôn mỏ rồi cưng. Quá đi ăn dụng với lộn. Vừa đi ăn dụng mà vừa đi ăn chậm biết rồi kìa. Đêm làm kiếm mà cục nặng làm. Đâu mà tội nghiệp chứ gì? Hồi nãy ướp thơm lắm cả nhà. Đâu rồi, lưu của mình đâu rồi? Nói chứ cũng người thương lắm chứ đâu phải như con ghẻ đâu mà làm gì phải ăn kiếm đêm. Bủ không à, đâu lúc nào cũng ăn kiếm của người khác không. Vì từ hồi này dạ, hồi này thương mình nè cả nhà. Cho em lên chiếc em được không? À, thằng cháu này lên chiếc em đó, đứng lên ông tao là được. Cái này ăn với bánh mì hả Nhân Cân? Ăn bánh mì. Ăn bánh mì. Giống như mình nấu cà ri vậy. Ngon quá nhà, vừa miệng cực kỳ luôn. Bánh mì lấy đâu rồi, sao khổ vậy? Bánh mì hả? Bánh mì ăn trộm trong nhà ngoại á. Dạ. Ăn trộm nữa hả? Dạ. Bởi người ta nói đâu sai đâu. Yên tâm, Liếm đâu có ăn bánh mì đây nè, để tao kể mày nghe.
hồi sáng mà đi mua mua gạch mà thay chuồng cá cho Dung ế á, người ta cắt người ta đó, người ta vừa chạy luôn đó. Vừa miệng như vậy là lên. Bánh mì này là về với dì Dung đi ăn cắp xong rồi về bị Hoài Thương ăn cắp tiếp. Ăn trộm lại. Ăn cắp bỏ không chỗ gì việc ăn nó ăn trộm lại rút từ ăn quế rồi. Mời cả nhà cục thịt vịt của Dưỡng Tư làm. Đây là món thịt vịt giả cầy nè cả nhà. Hôm nay là sinh nhật bất đắc dĩ của Dưỡng Tư, đãi hai con vịt luôn. Vô. Chứ năm nay hơn 70 tuổi mà chú chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Nghe mùi tương hộp. Sinh nhật của anh Tư thì thôi à, em Út không có gì có tấm lòng thôi, em Út chúc năm mới vui vẻ. Happy New Year. Sinh nhật mà chúc năm mới vui vẻ. Nó câu trước được coi sao cái nó chúc năm mới. Câu bảy nó gói cà bè luôn rồi. Cà lè luôn rồi. Quốc cho nó thổi lòi luôn. Ngon quá chúng ta ơi. Tấm nước này nhiều nhiều quá. Trời ơi. Uống lộn trong mới ngon. Mà con. Đừng ăn giống hạm rồi. Dượng ơi, vô con vui reo đi Dượng. Dạ. Chút nữa bóc luôn. Ngon quá, chút nữa bóc luôn. Từ nay mỗi ngày mất hết hai cái tính. Chứng nhận từ. Chứng nhận nội ơi, hai con, hai cái tính nè, cái tính nào thấy không? Anh còn nghĩ bậy bạ không? Tự nhiên à, bà nói gì hai trứng kìa. Trời ơi, vợ gì cũng phải gọi là hai trứng vịt chứ. Thì tao hưởng là tụi bay ăn hai con vịt nè, tụi bay biết rồi, hiểu rồi. Nó mỗi ngày mất hai hết hai trứng, hả? Mười, mỗi ngày 10 trứng, mà giờ còn 8 trứng, mất hai trứng. Mỗi ngày 10 trứng. Thế à? Con gì đẻ dữ vậy? Con gì đẻ dữ vậy? Căng từ ghè cậu ơi. Có sao? Mời một người một cái cuốn nha. Đây bánh tráng cuốn nè mà cả nhà. Nó bị bung thè lè, bung thò lòi rồi giờ gắn nuốt rồi mọi người. Trời ơi, tuy bung nhưng vẫn ngon. Bánh mì liền chấm múc cái nước này nè, liền chấm cái này nè. Nhờ cái mồm thì nó to. 10 lần như 10, xuống ngày Dưỡng Tư là có lọc ăn rồi cả nhà. Vừa ăn ngon mà không phải mất tiền, nó thế này còn gì bằng. Vừa không bỏ công sức ra dọn luôn. Dưỡng Tư thấy mai xuống nữa cả nhà. Mai xuống nữa là có món nữa. Xuống nhà em chỉ có việc ngồi đợi đồ ăn ra rồi dân tới tận họng xong rồi đi về. Nó nghe thấy ghê, em gần tận họng. Nó dần mặt mình cả còn thiếu một khâu đúng không? Khâu gì chú? Để anh đúc nha. Cắm mẹ ba cái nhang luôn đi. Cắm mẹ ba cái nhang luôn đi. Đúng rồi. Đó, đủ bài rồi đó. Anh em tình cảm tràn đầy. Kiểu này hết có chồng không? Hoài Thương mà cưới chồng mà về mà chồng không đút nó ăn á là nó sẽ giọng. Giọng gì? Giọng vô mặt chồng. Em không làm lấy chồng, cũng làm lấy vợ. Đèo tiền. Ngon quá. Còn nó đúng miếng rồi. Không có chai cọ mình không thấy. Không có miếng giả chân luôn á má. Tôi chưa thấy con cameraman nào nói chuyện nhiều như mày luôn á. Cái mẹ thì im lặng đi, nó hoài ngước miệng biết không? Trừ luôn mày giờ. Trừ nghĩ gì, không có caramel là không ai quay đâu. Đúng. Chỉ cần caramel mở miệng thôi là chối cái mỏ này. Ê, ở nhà mình có cái bịch dây rút anh. Bữa sau rút cái miệng nó lại cho nó quay. Mình lấy băng keo mình quấn miệng xong cho nó quay. Ừ. Ăn cho no rồi chiều về chảnh khỏi ăn cơm con. Ăn gì mới ngon. Con đang định ngưng luôn á Dượng, mà Dượng quất cho con thêm cuốn nữa. Má đã về nhà khỏi ăn cơm. Dạ. Thịt để em dài lắm. Đó, rào rồi. Xương này ăn con. Mời cả nhà nha. Để em đây. Quá trời trứng luôn rồi mấy ô, trứng non. Trời ơi, bây giờ nhỏ này nó mập. Thằng Bảy nó quất nguyên cái đùm trứng non này là thôi là bị giết. Quá đã luôn. Anh nói em mập đó hả? Em không mập, em béo rồi không? Mẹ em nói, em hỏi mẹ em có mập không? Mẹ em nói mày ốm gì làm gì mập. Mày thấy không, cái mắt cá mày cũng lòi nè, lỗ tai lỗ mũi mày cũng lòi rồi, mày còn ốm là mày ăn khi nào mà nó chìm cái lỗ mũi lỗ tai mày là mày mới bộ là mập. Cái miệng cũng lòi ra một khúc luôn. Mỏ mày im đi.
công nhận ăn cái này ngon hơn ăn me của ngoài thương ha. Me ở chùm ruột ha. Chua thấy mẹ ăn cái này ngon mà còn ngon. Ăn cái này á là đồ nuôi, đồ của nhà, còn ăn của chị Hương á là đồ ăn trộm. Cho nên chỉ có mấy me mà cóc rồi hả? Dạ, những gì mà con ăn là ăn trộm hết luôn, con đâu có tiền mua đâu. Bà nó về đây tay chân thẹo không, cũng chưa cho có trứng nè. Đó, trứng vịt ngon luôn. Tội nghiệp con vịt. Đâu rồi, trong chưa kịp rồi đẻ cái trứng đã chết. Nó không có giờ trường cả nhà. Nó trứng bành kỳ lòi. Ủa mà cái trắng trắng là cái vỏ đúng không vậy? Chưa kịp đẻ đã chết rồi. Đã đi đầu thai rồi. No quá nè. Chán ăn đi chiều về trên nhà khỏi ăn. Cô dậy tắm cái là cô vô ngủ luôn rồi. Giờ về mất ăn mà tắm nữa. Ngộ quá ha. Lâu lâu được ăn ké mà ngộ ghê luôn. Mày im mẹ mệt im mà. Sao con gái dượng không giống dượng vậy chứ không dượng. Đu duyên cái gì á. Kệ người ta học chỉ chứ học ai mà nói. Mày bớt gì học tao đi. Ý mày muốn chửi hay mày chửi mẹ em với mày nói mày mất dạy rồi mẹ đi. Nói gì không dạy đó. Nói mé mé. Nói gì đuổi thằng cổ về rồi làm gì được ngồi ăn nữa. Cả nhà ơi, coi clip đến nay thì nó cũng đã quá dài rồi cả nhà ơi. Hẹn cả nhà vào clip sau nha. Thương từ clip sau Thương sẽ troll nhiều hơn nha cả nhà. Lâu lâu mình sẽ quay ẩm thực nhẹ nhẹ một xíu nha. Còn bây giờ thì bye và hẹn gặp lại cả nhà. Bye. Gì vậy? Thôi em ăn không nổi rồi.